Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Prông vừa tổ chức liên hoan cồng chiêng đại đoàn kết, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc huyện năm 2023. Tham gia liên hoan năm nay có hơn 200 nghệ nhân cồng chiêng và diễn viên múa xoang đến từ 4 đội thuộc 4 cụm thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Các đội đã trình diễn 12 tiết mục thuộc 3 thể loại gồm hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc và trình diễn cồng chiêng. Liên hoan là dịp để các nghệ nhân và người dân giao lưu, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.